Phôi này phôi nu của công nha các bạn, dòng trung sim, lá trung sim nè các bạn thấy không? Cũng bản chất nó là cây lá lớn này nha các bạn. Nhưng mà cái lá dưới chừng bạn thấy nó nhỏ xíu à. Móc nó vô cây cái lá nó nhỏ xíu rồi các bạn thấy không? Vậy có một số người ta nói trung sim chứ không phải là lá trung nha các bạn, nó bản chất nó vẫn là cây lá lớn nè. Lá nó bự thổ à. Nó chỉ nhỏ hơn cái lá mặt khỉ tí xíu thôi. Cái lá nó sáng sáng. Nó xanh kiểu giống như xanh nhạt á. Xanh hơi nhạt nhạt, xanh giống như xanh đợt chuối, còn cái lá mặt khỉ nó xanh đậm hơn tí xíu đó. Nhưng mà mốt nó vô cây là nó tới chừng mấy bạn đài lá là nó sẽ là nhỏ hơn cái lá mặt khỉ, cái lá dưới chừng nó nhiều xíu rồi thấy không. Trung sim bởi vì dòng của công nó có hai dòng chính nha bạn, trung sim và mặt khỉ. Cái này là cây trung sim nha, cây này nhìn nó lực cây lắm, muối tàn đa nó sẽ đẹp ghê mà. Cây này là mốt không có sẹo luôn nè, sẹo nó sẽ nó có một cái chốt xỉa gì đây mình bỏ luôn nè, chốt cành nhỏ sẽ bỏ luôn. Lấy mốt mình lấy mặt tiền ở đây nè, nhìn cái đế hồi xưa là ông chủ là ông có banh ra, cái đế nó tự nhiên mà lực lắm. Chỗ này nó cũng có một cây cọc tàn đa, những cây này nó ra thược dài nha bạn, người ta trồng ra thược dài rồi, ra rễ cám sơ sơ rồi nha, nhổ lên bó bầu rồi luôn, còn nguyên si luôn, để về nguyên si gửi cho các bạn luôn. Đó về là vô kẽm được rồi nè, để bự quá vô kẽm dặn mấy cái co dặn không được sợ gãy, đó về là vô kẽm được rồi nè các bạn. Chứ để bự quá là vô kẽm nhiều khi mình muốn dặn mấy cái co mà gắt gắt á, dặn nhiều khi dặn không được, tức là nhiều khi bự quá mình dặn nó gãy, ở đây là vô kẽm được. Cái này mặt tiền nhìn nó đẹp, xẻ mấy cái cốt nhìn có duyên. Nu cũng dữ lắm, nu mấy cành trên nu quá trời. Này này nu hột còn tròn đẹp. Trung sim nha bạn, dòng này dòng trung sim. Chiều cao nó tới đây nó phải 25 nè, cái đỉnh nè. Mình lấy cái này làm cái đỉnh luôn nè. 25. Đây mình đo cái hoành và thứ này. Đo cái eo. Này chắc 33. Đây nó 33 nè. Mình đo dưới góc thứ này. Góc vô cái này nó bắt gì ha. 40. Chỗ bát gia này 40 nè, còn dưới góc này chắc bự hơn. Tại cái cây này bát gia. Nhìn lực cây. Mấy chỗ này. Để mình rửa sạch rửa đen đen ra nhìn đẹp. Cái chỗ này rễ ra hết rồi nha bạn, phui ra cái đế nó bự lắm. Cái này đế nó đẹp lực, đế tự nhiên nhìn nó lực cây. Trung sim. Coi gò công mà giống giống vậy giờ nó cũng cạn rồi. Hết. Lâu lâu mình cũng bắt một số coi được được gì mình đăng mình bán rồi. Bán không được thì cũng để nuôi. Nuôi từ từ giờ coi nó cũng cạn rồi. Tàn đa sẽ cốt nhìn trên ngọn nhìn nó cũng được. Cái tược này nó mọc quá trời, mọc dư thừa phải cắt bỏ bớt nè. Có cái tược ngay chỗ này tự nhiên ông chủ nhà ông cắt uống kìa, phải để cái nhánh bên đây mới đúng. Này mốt nó mọc dư thừa luôn các bạn, nó mọc nhiều lắm, mọc tược tùm lum. Tẻ một số đỉnh mình để lại 2 đến 3 tược trừ hao thôi. Như vậy các bạn chọn lại. Nu gò công trung sim. Đây mình đang có một phò này các bạn ơi.